Ơi Vinh ạ, Quang à? Con Vinh ạ. Chào Vinh. Bây giờ đang ở cái chỗ ngã ba, mà chỗ này thì là của xã Tiên Kiên đấy. Bố đến cái chỗ đối diện cái điểm mà ủy ban xã Tiên Kiên ở trên bản đồ nó chỉ cho ạ. Ở đây nó lại là cái ngã ba, không phải ủy ban. Thế từ ủy ngã ban ba à? Có cái tam giác đúng không ạ bố? Đúng rồi, có cái tam giác. Bố đi từ hướng nào lên đấy ạ? Từ phía Việt Trì lên. Từ phía Việt Trì lên thì bố men theo cái đường rẽ phải đi thẳng lên lên trên này bố nhá. Đi cứ đi theo phải hả? Rẽ vâng, cứ men theo phải ạ, đi thẳng lên. Xong rồi nó vào trong một cái chỗ có thị trấn ấy hả? Không phải vào trong thị trấn Lâm Thao đâu ạ. Thế à, bố đi thẳng hướng lên hướng đi lên Tuyên Quang ấy ạ. Tuyên Quang hả? Còn còn xa không? Ở đấy nó là địa điểm gì để nói để bố hỏi cho nó dễ. Bố cứ hỏi người ta là đến ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên. Ủy ban cổng trường cấp 1 cấp 2. Ủy ban nhân dân là ngay gần đấy. Con đang xuống dưới đường đấy ạ. Ok, ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên đúng không? Dạ vâng. Ok, vâng. Được rồi, sẽ hỏi đường luôn. Rồi thế nhá. Vâng. Chị ơi, chị làm ơn cho hỏi ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên ở đâu? Đây, lên đỉnh dốc này. Lên đỉnh dốc sắp đến rồi phải không ạ? Đấy, đến xong đến cái trường cấp 1, cấp 2 luôn đấy phải không? Đấy, cấp 1, cấp 2 xong rồi ban đáp đấy. Dạ vâng, cảm ơn chị nhá. Xe đây hả? Dạ vâng, bố đỗ sau cái xe Adidas ạ.